Xin chào các bạn đã quay lại kênh Trang trí sinh nhật cho bé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các bước để chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật thôi nôi cho bé tại nhà hàng. Thứ nhất, mình là chọn khung giờ để tổ chức sinh nhật cho bé. Với khung giờ phù hợp nhất chính là từ 18 giờ cho đến 21 giờ. Đây là khung giờ mà tất cả các khách mời có thể tham dự buổi tiệc sinh nhật của bé tại nhà hàng hoặc tại nhà. Thứ hai chính là địa điểm tổ chức sinh nhật cho bé. Bạn có thể là tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà hoặc nhà hàng, có thể là các quán thức ăn nhanh chẳng hạn như là Lotteria, Pizza Hut. Thứ ba chính là lên danh sách khách mời để tham gia buổi tiệc sinh nhật thôi nôi cho bé. Dựa vào cái số lượng khách mời, bạn có thể đại tiệc tại nhà hoặc nhà hàng. Thứ tư chính là lên thực đơn cho buổi tiệc sinh nhật thôi nôi cho bé. Mô hình tiệc buffet luôn là sự lựa chọn mà được rất là nhiều ba mẹ khi tổ chức tiệc sinh nhật cho bé. Thì ngoài ra, dựa vào cái số lượng khách mời hoặc đối tượng khách mời tham dự mà ba mẹ có thể là lên một cái thực đơn cho phù hợp. Thứ năm chính là trang trí tiệc sinh nhật thôi nôi cho bé. Khi trang trí tiệc sinh nhật cho bé thì bạn phải lựa chọn cái chủ đề để trang trí background sinh nhật cho bé. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn có một background trang trí sinh nhật cho bé gái với các màu chủ đạo là màu hồng, phấn, màu trắng, màu xanh và màu tím. Ngoài ra, trong buổi tiệc sinh nhật thì không thể thiếu một chú hề sinh nhật. Chú hề vừa làm MC những chương trình, vừa hoạt náo trò chơi và chú hề sẽ bằng bong bóng. Thì mỗi bé sẽ được chú hề bằng bong bóng và vui chơi cùng bé trong suốt các buổi tiệc sinh nhật, nên ba mẹ yên tâm nhé. Mình sẽ để link thì các bạn liên hệ chú hề sinh nhật hay là các dịch vụ trang trí sinh nhật cho bé tại đường link bên dưới nhé. Nếu bạn thích video này, có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.